ông quy cho. Ông nhận ra phát cảm to cái nhận ra cái này tại vị trí xâm nhập cả nâng đòi vị trí cả chung từ trong vị trí cả việc cái đầy lục chưa xâm phón nằm bày mà to cả tăng xâm nhập đánh đầu ở trong phố xã xây rung đi xông chơi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je vais donc continuer avec quelques questions. Je vous rassure, je n'en aurai pas pour très longtemps. Je voudrais que vous indiquiez au tribunal si il y avait un cloisonnement entre les équipes internes de codage et les équipes externes de codage. Puisque, par exemple, vous, en qualité d'équipe externe, vous saviez ce qui se passait dans l'équipe interne. Est-ce que c'est le genre d'information auquel vous aviez accès? Donc vous ne saviez pas ce que traitaient, par exemple, les messages que traitait l'équipe interne, vous ne les connaissiez pas. C'est bien cela? Bên tụm nê rút bị ca nghe kê ta thuê ai tiết thuê ai tiết. Đôi chức khăn nhóm của ta bên tụm nê cái nhóm phía ra cách nhóm về tràn mộc. Tăng phí phương riêng, tăng phí bọ xa. Tăng phí ca phương riêng lấy ở xo. Anh ấy về tràn phần này. Và nó khăn kê khăn nóng nhóm đầm bàn và merci. Et je voudrais vous demander une précision. Lorsque vous aviez été entendu par les enquêteurs du tribunal, mais aussi à cette barre, vous aviez dit que parfois, lorsque M. Kyo Sampan vous faisait parvenir des messages à crypter par messager humain, et non pas par téléphone, c'était Sam qui travaillait pour, qui était un messager de K1 qui vous les apportait jusqu'à votre bureau. Vous vous souvenez avoir dit cela? Dân men bà. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est tout à l'heure, en fin de journée, vous m'avez dit que Kyo Sampan pouvait utiliser les services de K1 pour envoyer des télégrammes. Est-ce que, lorsque vous m'avez dit cela, vous faisiez référence au fait que c'est Sam qui travaillait pour K1, qui vous portait les messages écrits? Est-ce que c'est à cela que vous faisiez référence ou à autre chose? Xa đã bị khăn lúc kia dùm phón nâng cổng ca nghe rồi bỏ lúc ai chun xa một khăn nhóm đi tam một số bài bây giờ tam thu sập của bàn hay bây giờ tiết có lúc miền nơi rồi xa để ai chun tam một dạ cổng xóm dùm ôi khăn nhóm của bàn
hay rư ba avai da phlai krau pi rương chat chaing sampara lok ko aich chat chaing chul lako muay san dambei ko muay ke chat chaing banto mo ana dael tœh na da chi tœh robos khnyom hay tœh na da ke thveu neu ko muay ban chang men ba da khnyom ban nyei. D'accord, mais vous ne savez rien d'autre de message de M. Kyo-Sampan qui aurait été adressé à Cain et qui ne vous aurait pas été transmis ensuite à votre groupe, c'est exact? Je vais changer de sujet. Vous nous avez dit avant-hier, et vous nous en avez encore parlé ce matin, nous l'avons compris avec toutes les questions qui vous ont été posées jusqu'à maintenant, que vous aviez l'habitude de mettre un certain nombre de noms de personnes en copie au bas des télégrammes lorsque vous aviez fini de les décoder. C'est la fameuse liste des copies A dont nous avons beaucoup parlé ces derniers jours avec vous. Simplement, le tribunal ne dispose pas de tous les télégrammes que vous avez traités entre 1975 et 1979. D'ailleurs, vous-même, vous avez expliqué hier que vous aviez brûlé vos propres archives de télégrammes. Et ma question est donc la suivante. Est-ce que, puisqu'il s'agissait d'une routine, vous aviez l'habitude d'ajouter, de mettre une liste de noms en copier A, sauf quand Cain vous disait, plutôt, sauf quand Pon ou T vous disait de ne pas en mettre certains parce qu'ils étaient absents de Phnom Penh, est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la liste habituelle des personnes que vous mettiez en copie A? De mémoire, quels sont les noms des gens que vous mettiez en fonction de cette routine, quasi automatiquement en copier A? Des miens bị tha chấm long chú nó chú na khla đại lục trop đại bản chun tu lệ tử nung ba đời chia tu tử sống sống hay nung cứ bị chấm long chun đối đại ở lục bản khơi hô hai mà hai cứ miền ôm nôn ôm văn ôm bon ông kêu mình tí những ai cả xa cứ bởi giang chỉ là nằm phát cứ miên tại bầm pờ sơn lắc mang bà miên tại miên tại bầm pờ sơn lắc thì à na đây mình đất nó cứ ai cả xa tục nơi cái lấy mà luôn làm cái lấy bỏ phải bỏ phần tay bà miên ôm na mình nâu cứ cái ai đang thả cái ai đang thắc nông rịa này mà thả miền ông yên sơ ri có từ vùng pin ta sơn nặng cách đầu cầu bờ tê rừng mũi cỏ ông sơn sen có vừa prati bát ca nấu bùng pì bù pì anh chẳng hỡi cái đang prap thả chập pì ngày này sau tới nữa มันบักดาจูนอมคิวหรืออมเอียงสรีเตเต้เมียนการใดจังได้พวกกีฉบับหายดำไปเป็นชีอ่อยยืงไว้จำลองจูนนั่งหอยหายก็มอยปะปะจะปีใบซา
Oui, ça, j'avais bien compris. Je vous remercie. Simplement, je voudrais que vous fassiez un effort de mémoire parce que là, vous m'avez donné trois noms, en fait. Noun, Van, Kieu. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de faire un effort de mémoire pour me dire les noms des personnes? Parce que déjà, dans les télégrammes dont nous disposons et que nous avons examinés avec vous, il y avait par exemple Pol Pot, vous ne l'avez pas cité. Donc est-ce que vous pouvez faire un effort de mémoire et essayer de vous souvenir tous les noms des frères que vous mettiez, des oncles, pardon, que vous mettiez en liste de manière routinière? Ông Khiêu, ông Khiêu nó Khiêu, ông bên Khiêu làm phòng đấy cái sơn sến, một tí ai cả xa. Chia tu tơ bọt miền ở vầy khó thông là thế cứ nâng xa tu tơ cứ trô vầy là bóng bờ giả lạc nó bà. D'accord. Et est-ce que je suis correct si je dis que la septième copie, c'était celle que vous gardiez, c'est bien ça? Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé entre 1975 et 1979 de recevoir pour instruction de rajouter le nom de ou l'alias de Monsieur Kieu Sampan à cette liste de copier A? Alors, ma question, c'était de savoir, est-ce que entre 1975 et 1979, vous avez copié A, Monsieur Kieu Sampan, M, des messages que vous aviez décryptés? Est-ce que vous avez mis le nom de Monsieur Kieu Sampan ou le nom de frère M, ce qui est la même chose, puisque c'était son alias, dans la liste des copiés A? Bà tờ rõ xa đã công nhóm thơ cứ mình đại miền khinh kì này nôm tha bóng hèm rưu mùi có khiêu xâm phón đủ chí nè tê cứ miền khinh tệp bà mạng nét ai kào bình nâng cứ mình tí ai cả xa cứ miền prám là khinh nhực đại kì ôi đại nhức nhóm miền ốm cứ ốm Pol Pot Nôn Chía Yên Sở Rí cứ ốm Nuôn ốm Văn ốm Vốn ốm Khiêu và nít đại chứ mô xâm rạp xâm còn một nô ai pi tiết cứ một tí ai cả xa anh ấy mình xâm lau một nô đây. Em mình nói đại miền chia thầm đá pram. Je voudrais vous donner trois noms et vous demander si il vous revient en mémoire que ces gens ont à un moment donné été ajoutés dans la liste des copiés A. Est-ce que vous vous souvenez avoir mis en copie Koytoun?
bạn khi mình chọn chăm thì hay pro xa để cái thông đa đã chun coi thuốc nó về mình miên chán mà mình miên chia cuộc ca này nó đôi chờ trong ba điệp rộp hàng lư nó thế Est-ce que vous vous souvenez avoir mis en copie Ney Saran alias Ya? Chum long chu Ney Saran hau lok pathien khom sdap chmu ha chmu hau krau at ban ne lok pathien som akon nyem dong tiet. Je vais répéter parce que il semble que ma prononciation soit très mauvaise mais je crois que j'ai bien peur qu'elle ne s'améliore pas. La deuxième fois Ney Saran alias Ya hau Ya ba lok cham ne tha slop ban chamlong chun teu Ney Saran hau Ya ni ban khmien te ban ke pok a cho lok kai pok veng slop ban phnya chun kwat te cái bọc cứ mình đại bàn chấm lòng chun cái bọc nó thế cứ miên tại hạt lệ khá bọc chẳng mà cứ chỉnh nhá nhờ chun cái bên đây d'accord. Autre question, je voudrais savoir si pendant la période durant laquelle vous avez travaillé à Phnom Penh, vous avez reçu pour décryptage des messages qui étaient directement, nommément, adressés à M. Khieu Samphan. C'est-à-dire des messages qui venaient de l'extérieur et qui, en première ligne, indiquait le nom ou l'alias de M. Khieu Samphan comme étant le destinataire du message. Est-ce que vous avez eu à traduire, à décrypter ce type de message entre 1975 et 1979 มันได้คืนชั่วโมงก่อนต่อหรือชั่วโมงกล่าวบอกก่อนแทนนั่นคือมันได้คืนกินหน้าทายจำลองชูนซอมJe voudrais savoir si, d'après votre expérience, entre 1975 et 1979, vous avez constaté un changement dans le sujet des messages que M. Khieu Samphan vous demandait de crypter. Vous avez indiqué un certain nombre de thèmes aux enquêteurs du tribunal, à cette barre, vous avez parlé de distribution de matériel, de la question des fêtes nationales. Est-ce que, pendant la période de 1975 à 1979, vous avez noté une évolution ou un changement des sujets, des thèmes, des messages que M. Khieu Samphan vous confiait pour cryptage ? អក្សរនៅក្នុងបំលែងទៅជាទូរលេខនោះតើលោកធ្លាប់សង្កេតឃើញការប្រែប្រួលនេះទេខ្ញុំមិនមានអ្វីប្លែកដែលឃើញថាការប្រែប្រួលរបស់សាររបស់គាត់នឹងទេអត់ដែលឃើញអ្វីដែលប្លែកក្រៅពីនឹងដែរJe
Je voudrais maintenant vous poser une série de questions qui portent pas tellement sur le fond de votre témoignage, mais sur la manière dont celui-ci a pu être recueilli par les enquêteurs du tribunal. En lisant l'enregistrement de votre premier entretien avec les enquêteurs du tribunal, qui est supposé avoir eu lieu le 18 février 2009, c'est en tout cas la date que porte le procès-verbal, et c'est la date également de l'enregistrement audio que nous avons, j'ai remarqué que, à un moment donné, un des enquêteurs vous dit, et ceci apparaît sur l'audio qui porte la cote D200, barre de fraction 3.11, c'est à la première page, ERN français 008-4-3-0-6-1, anglais 008-4-4-0-5-6 et Khmer 00-8-3-8-4-5-3. Je reprends donc. Dans cet enregistrement, un des enquêteurs vous dit, ouvrez les guillemets, hier, vous m'avez parlé de pan. Fermez les guillemets. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez que la veille du 18 février 2009, vous aviez également rencontré les enquêteurs du tribunal? Mr. President, if I may be heard. I think there's a danger here that we might misrepresent the state of affairs. I don't want to accuse my friend of doing that. I just want to point out that, in fact, the relevant record E3/64 indicates that the interview took place over 2 days. Now, I note the transcript is dated on the 18th of February, but we don't know where that date comes from. And I just would urge my learned friend to proceed carefully, because we don't know whether that discussion referring to yesterday was on the 18th or on the 19th. I'm not sure if the witness recalls, but I want to make sure that we're not introducing a controversy that may not be there at all. Je n'ai pas bien compris la remarque de monsieur le procureur. Je recherche tout en lui répondant le passage qu'il vient d'indiquer dans lequel il serait indiqué que l'audition s'est déroulée sur 2 jours. Déjà, peut-être ainsi pourrais-je lui répondre de manière plus efficace. Yes, I'm happy to assist. In that first record of interview at ERN Khmer 00328029, French 00411698, and English 00334048, there's a clear reference to the pausing of the interview on the 18th. And then a resumption on the 19th. And then, of course, the interview record itself is signed on the 19th. And that's apparent on the second last page. C'est
C'est exact, monsieur le procureur, effectivement. Alors, j'ai une autre question, toujours sur ce thème. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez à quel moment, à quelle date, le procès verbal de déposition du 18 février 2009 vous a été relu pour que vous puissiez le signer? ពី ប្រុស 3 4 ឆ្នាំ ហើយ បើ មាន ឯកសារ នៅ ដៃ ខ្ញុំ មិន ខ្ញុំ ដឹង ថា អត់ ឯកសារ អញ្ចឹង ពិបាក ចាំ ដែរ បាទ នៅ ជា ថ្ងៃ 18 ឬ ថ្ងៃ 19 Très bien. Alors je vais juste essayer de vous rafraîchir la mémoire en vous indiquant que en dernière page de ce procès-verbal, il est indiqué que lecture du procès-verbal vous aurait été faite le 27 mars 2009 à 11h45, c'est-à-dire la veille de votre seconde audition qui a lieu le 28 mars. En fait, pour être très clair, il est écrit, le texte original ou une copie du procès-verbal a été remise au témoin fin de l'audition le 27 mars 2009 à 11h45. Lecture du procès-verbal lui a été donnée et le témoin n'a formulé aucune objection. Il y a apposé sa signature. Est-ce que vous vous souvenez si effectivement le procès-verbal de votre déposition ne vous a été relu et donné en copie qu'un mois et 10 jours après l'entretien lui-même? Khiom mon chong cham thế ba ko khiom mien ka ngie ma mien nyuk na khnong chivapheap khiom do chne khiom mon sou ban chap arom pe rueng aekasa thai na khae na chnam na thế ba. D'accord. Moi, je ne vous interrogeais pas sur la question de la date qui figurait sur le document, mais sur la question du moment où on vous a donné la possibilité de relire le procès-verbal de votre entretien avec les enquêteurs pour vérifier s'il coïncidait avec ce que vous aviez dit aux enquêteurs. Et moi, je remarque que si je me fie au document que l'on m'a remis, il semblerait qu'on ait attendu un mois et 10 jours avant de vous donner un papier qui vous permettait de vérifier la concordance entre ce que vous aviez dit et ce qui était écrit. C'est le sens de ma question. Est-ce que vous vous souvenez de ce délai entre l'entretien lui-même et la signature et la remise d'une copie? Bà tam ca trong chấm đôi chị ở lỗ nâng chồng pì đòn mà lời thì muối miên dẹp về pì thay mà em hay đó lời thì pì đằng phần màn thay đấy chúng mình miên ca trong chấm đấy bạn đằng thập pì đòn chẳng ai cầm liệt kia pì lời thì muối nâng lời thì pì nâng cứ lỗ ai bộ đòi tới cứ khơi nhá, ai phần màn khai khơi nhá, trong miệng ai cả xa đấy.
còn tái nịt tị thi được bỏ kế một lần ở khi cho hát lấy khá cứ ở vậy để một lần cho hát lấy khá cái bàn an ở khi snap ở có bàn su bị chắc khi ông thả tập on đi về bật rồi mình bật ấy nữa chẳng cứ cái bàn xạ su chẳng mấy cái an bàn này snap một lần khi cho hát lấy khá bàn D'accord. Basumokun. Je voudrais revenir maintenant sur ma première question relative à un entretien qui se serait tenu la veille. Monsieur le procureur m'a fait remarquer que, effectivement, la lecture du procès-verbal permettait de noter que l'entretien, le premier entretien, s'était déroulé sur deux jours. C'est exact. Après vérification, c'est parfaitement exact. En revanche, la mention du fait que vous auriez parlé de Pang aux enquêteurs auparavant, elle a lieu dans la première partie du procès verbal, c'est-à-dire le premier jour. Nous pouvons constater en lisant les transcrits de l'audio, dont j'ai déjà cité les références, et nous pouvons également le vérifier en lisant le procès verbal écrit qui mentionne avant la coupure pour un rendez-vous le lendemain que cette question de l'enquêteur qui vous dit, nous sommes donc supposément le 18 février, vous m'avez parlé du nommé Pang. Or même dans la version écrite, même dans le procès verbal, à ce moment-là, vous n'avez jamais parlé du nommé Pang. Cela renvoie donc à un entretien qui aurait eu lieu à un autre moment. Apparemment, si l'on en croit l'audio, à la veille, le 17, est-ce que vous vous souvenez, si vous ne vous souvenez pas, dites-le, avoir rencontré les enquêteurs du tribunal avant le 18 février, et de quoi avez-vous parlé? Sùng nua có miền tràn hơi về du chứ năm đây hơi và khi mà mình sâu bàn cực đó Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin, Monsieur le Président. Bà Lục Thiên, khi nhóm ở Sùng Nô, hay Lục Thiên, Sùng Ốc Quân. បាទអរគុណតែជាបន្តឲ្យមកតាមផ្ដាល់វិទ្យាជូនទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកជំនួនជាដើម្បីមានឱកាសតាំងទំនួលដេញដោលចំពោះសាក់សីក្នុងសុភ័ងសូមអញ្ជើញសូមគោរពអង្គសាណការសូមគោរពលោកប្រធានសូមអរគុណលោកប្រធាននឹង លោកនងសុផងខ្ញុំឈ្មោះសុនរុនជាមេធាវីការពារលោកនួនជាសូមជម្រាបសួរខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនជាសំណួរខ្លះមានភាគីគេបានសួររួចទៅហើយប៉ុន្តែលោកឆ្លើយមិនបានចង់សួរបន្ថែមលម្អិតដើម្បីឲ្យបំភ្លឺតុលាការ ពីខ្ញុំសូមបើកវងចកតិចពីម្សិលមិញខ្ញុំឃើញលោកសាក់សីហាក់ដូចជាពេលថ្ងៃរសៀលជាហាក់ដូចជា
xoay hay ọc lắng xoay tích tích dùm xu thật ngày ní lưu sốc phép lúc lọ thòm ra tí ai bật to khi mà ai xu bật to bàn từ mục tế đi còn dàng mạch xong mọc quân bạn sốc phép chống vì sân mạnh về sân phép chiếm là bố lốt đọc đọc bầm bầy tại lâu vì chọc mọt đọc bầm bùi với nhà ai vì việc bàn thu sra bằng tay chai bàn có ai su trom nâng ca bất lo sắc hay cầm nâng bàn bàn ở cuốn lục dạ giấy nị chỉ biết cam mùi sầm khăn nà bỏ lâu hiếm sâm su thà nơi chân nam mùi bòn bàm bồn rơi chật sắp bay lúc ban châu bạc đi vọt đòi miền chú hong nơi đồng bọn bèo hía bàn trư rư lúc ai thua ca nơi cả nạc mà châm bạc nơi cứ nợ bò đọc bằng bẩn bình nó miền lúc miền ai dụ mà phê môi chân nằm bật bà gọn chẳng thế thì có kiếm khó bát rương ở dụ khuôn ấy khi mà bàn kết tới cao mà to su nó pel na ấy pel na phần đại lục ai kết mơ tới cái thai bị nằm một phần phổ buồn rồi chất sập bay và hai lâu một đòn lấy khi ông ở dụ học sập hai và lục bộ đỏ được khơi nhá và chắc cứ khơi và khơi mà phay và má nước về trâu ơi bà phải mui chẳng ấy à cún nông môn bạc đi vọt lục chỗ môn lục chỗ bạc đi vọt khám bọn chất sắp bay bên nâng lục miên mục nghi bà gọp đưa cổ bà gọp vị trí chư vẹn ở vấy bà tông không ai kỳ xá tha lục bà lục nâng thơ miên ca nghe mối thơ chìa kru bà thòm chẳng bật đấy. Bà bật bật gọt mẹn bà. Học cún. Lúc đó lúc chỗ bà mọc không bạc đi bọt. Lục sụp hóng thư chìa bà thiên nếu mình ti xa tu lê bò đập bằng bẩn. Cứ xa mò rập hôm khói, nếch chìa chùm lại rồi bà lục chùn xa hạ bà rịa nhá, thằng ngày thì mà phê bằng buôn khai bằng bấy cho năm bì bòn đập bì. Ông bì xa bằng chùn bì khói bì khói lạng lỡ, phía chán chùn bòn bẩn, tạm xa mán cứ bòn bòn. Ai xa mà đoàn bà cá chun bóng nuôn. Khiêm su thả. Ta lúc ách đăng thả xa nụ nì dây bì vầy tế. Bóng tiếng bóng bòl bốt tiếng bóng nuôn chìa. Bà tờ rương xa không chân lo nó không bị trong năm chất bay được trong bàn bỏ phải nó vừa miền phi cả lại mà cả lại được trong prap thả trong riêng phong thôi phong nó không prey hay đọc bề cho năm trong năm chất buôn bàn trong đồ bị đồ cả lại một mình men nó bỏ đập bầm bầm thế, cứ nó không bơi chết, muối nó kín, à thà không bắt ven bò mà phay đê và men bỏ đập bầm bầm thế, ai làm xa không mở ra để nó không bơi nó, phía tràn cứ kí chun bằng pol mà, làm xa đại chun bằng pol cứ việc group này tiếng ồn nó ngay bàn
hay có rương khlam sa chun mong nuon đuổi khiom ban chum riep lok hay ke tha avai da chia ka nghi khang mulathan khang kroy da ban rom loh hay ban nếu không xa mùi mùi đại lục bàn cắn hay bàn thứ thầm đá xa từng ốc hạ phải cái này cứ miên các bál hay nâng khang cầu trọng của tôi khang lơ bằng phót xa cho đại thá chầm lòng chun bòn bòn cái tì cơ rút rồi có ôm ấy chẳng tư khang cầu xong tôi chấm dây mình bẹp khó khang lơ đã thá chun khang cao đã thá chấm lòng chun chấm dây này thầm trâu thế đâm mấy kim vật to thế. Bà khang các bà lắng cái đã thầy chun chẳng mèn ai khang cần tí mình mèn chẳng lòng chun thế cứ chi cần tí nế đi đôi nẹ đài kì sở xế nó tùm rung sở xế khang cao ý chồng một phút năng khlạc cái thà chun bò bò sọc sọ bài chì chùm nè rưu mùi cả đôi phía ta rạ phía bà đi vọt chàng có đau một phút nẹ khlạc cái thà đòi kia việc cách ấy anh chẳng anh ấy tụm lót từ tam một cô mà nẹp nẹp đây kia sợ xế rừng cơ tùy trong khỏi nó bị bị chọc xa bỏ kia ai trong một hốt bật tọc bìa nâng mó kia đã cao bò đi chết đây kia thư xa nâng thay ná khai ná chứ nằm ná hay trong mình chọc cứ hát tờ lê khá rồi bỏ nét lại thư xa nâng chênh mộc cứ mình miễn bịa chùm lòng chun sắp nơi khổ nông xa nó thế bà bố chun nó đã chun bị lơ đi hai chun bong na nâng mà ai chùm lòng chun nó cứ chia phía là cách rồi bỏ nét chặt chay xa tù lê ạ con nè khiêm nếu khang cầu mình lúc mình bàn chìm đẹp tôi là cá thả khang lơ đại chun bận đại khang cầu miền chun po những tớ hay miền hạt thả lì khà biết thả hạt thả lì khà ní bỏ và rắn cái thắt xin nhé lúc hát được khai này còn là đại chúng mục em khơi như anh miền xa tu lịch cho nó na miền đại đại chúng mục đẹp nhà ở hay miền đại chúng mục đây miền đại chúng mục giờ tên nó càng sợ cao sợ mày nó tài mà tha hát thay lịch khai chăng rồi như mày bà đã hát tờ lịch khá nâng mà xâm lâu rửa cầm nụ của bên của vam là cái xâm có thả chia sinh nhạc phí rơi nâng tê cứ chú mô tâm lòng bà khiêm chọn bà chuyện tích tiết thả hát tờ lịch khá nâng đại chú mô nâng ca phí xâm mây cầm bà chia dịp tay nâng mình này thật đôi khi anh chẳng còn đã chung hết tới chưa hát được khá rồi có hát được khá xinh hay còn đã chung chẳng tới mình này thành chẳng
bà từ cứ mò bị khi nhom đi về bên chỗ lò lô khó thế, tạm bất cứ chỉ chmu nó ngay chmu rồi bón nè, thưa xa thu lấy nặng bạn, cái mình ai xin gì ấy bây giờ ở khơi chỉ làm xin gì rồi bỏ cái nó thế bạn, được không xa thu lấy nó. À con. Nếu biết đài lúc bạn đã tu xa tu lệ sau đây em bị phán ca vì Phnom Penh vậy phát đạch dược Phnom Penh sau đây em bị cổ rộp nằm xếu nâng phát phía xếm xếng ta xa tu lệ tiếng nụ một bì na tư nà lúc ai bị chạy bàn thì phía bì na hay tư cả lành nà. Bà thì khi nhóm mình bàn từ tu xa ông bí ca nên nông bí rương thư phán ca rùm đọc ông vay bọc nông bình nó tê ai rương mình chun xa bí rương phô phía cọp làm xe ở vấy cứ tam khiêm chấm cứ nơi đây nơi không phải cứ miền ông có phép mũi kì từ tu hàng phục hiền á kì nãy chmu ya chẳng đây chỉ nè bình chun xong về đấy hàng gặp làm sale nè từ sau mà phụ mốc rồi ấy đó thà miền cọp này phần màn cọp nó phần màn cái miền cọp khơi tam xa tu lệ đại bản vì nét cho hát lệ kha bị cọp riêng xong phải rẽ vốn chút tập hồn này nó cứ cả nó cứ khơi chmu ya mà cún lúc xa xây ban thơ ca nơi thì một người chỉ xa căn xa tù lê nơi còn nặng mà chùm thì nè bỏ prai xa tù lê nơi còn nặng mà chùm còn nặng cả lãnh lúc thơ ca nâng từ cả giờ lại rồi bỏ thân hạ đặc nòm nâng miên chừng ngay bà màn bì gà lại bì gà lại lúc nâng tư gà lại thân hạ đặc nòm bà hài lạ bà thờ rương bì gà lại khá nhóm tư gà lại lúc nạ đặc nòm bì bà lúc nâng nông prây nâng khá nhóm mân miên sất đã hai chơi chơi phai nước non ở lại đặc nòm nội tê hai nước non prey nó cứ mình ai đăng thà chậm ngay bị khnề phần màn tờ phần màn nội bị pro prey độc chất sum bay tờ độc mệt bị khnề cầm bơ mình chẳng scroll phong prey mạc kỳ nó mà chẳng cứ mình ai đăng tha cái lái lúc đắc nôm nơi chay bản nà vì phục khi nhóm phải là cái khi nhóm thưa hai khi nhóm liên phong thưa phong nó oi từ pon nó cái nè chặt chay cái do từ oi nó ná có khi nhóm mặt đằng và chay bản nà có khi nhóm mặt đằng chốt lúc đó mà nêu Phnom Penh lúc ai đằng thả Phnom Penh vì lấy lúc ai đăng thà chậm ngay bị phần màn
ប្រមាណទៅប្រមាណទៅពីកន្លែងថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យមកកន្លែងមន្ទីររបស់លោកឬការិយាល័យរបស់លោក But កន្លែង ខ្ញុំ គឺ ការិយាល័យ របស់ ខ្ញុំ គឺ សាលា រៀន សម្ដេច សុធារស ឯ ថ្នាក់ ដឹក នាំ គឺ នៅ ក 1 ឈ្មោះ កន្លែង ដែល អស់ លោក បាន ឃើញ ក្នុង រូប ហើយ គឺ ថា ជា អគារ ខ្ពស់ ខ្ពស់ 2 នៅ មាត់ ទន្លេ បាសាក់ đây cái họ thợ bùn đinh những chẳng viên chồng ngay chạy đây anh phẩm bán khi mình đào vò thế phần này tam pan sman vì mình đòi một cái lô phải không mà ai tới cái lấy xin tiết hàng mập này tiết khang ca nghe chặt chay xong phải đấy khi mình đang tha phần màn cái lô đấy của mình đã vọt mình đã đăng hay mình đã bàn chùa từ bàn số mà cún ca tụm nẹ tụm nồng thư xa tu lệnh nâng cư lúc thư nâu cả lại nhập cà rìa lại bỏ lúc nâu cả lại bỏ lúc lúc mình đai miên tùm nẹ tùm nông phát chìa môi nâng cà rìa lại bỏ thân hạt đang nóm thế cư tam rìa nẹ nà tam rìa phân rưu tự tam rìa nẹ nà chăng rìa mạch và ca tầm nhạc tầm nông kia tìm mùi cứ tam tù rồi sắp năng ai và bỏ phân cái trong tầm nhạc tầm nông với kế ai tù sắp hoặc nhông hỡi chú ná cái miền xã ấy cái ai tranh mà chú dương nhông rưu mối có nhờ tam nia ra xa để nó mục rôn diêm nó nghe mà ôi khang nhóm bà bà tam chấm lại rồi bà lâu chạy mình tha cà rìa lại bà lâu dù môi nâng thân đặng nóm mình chẳng ngay bị khả nếp bà màn tế bà hai chẳng ngay bà phát bà hai chẳng mùi cà lộ đấy lúc mình đại bàn khơi rồi cái chụp một te rồi có để khơi nẹt thông tập phẩm an đình lục sản đặc nom tập phẩm an nắng đài màu cả lại lốt rồi có lốt đài kỳ hao tâu cả lại nẹt nẹt thông thế lục sản đặc nom thế và từ sau là điên khi nhóm cứ đâu một hai pì có mùi tê được chứ nè chun cá có khi nhóm bán khơi lục bậc lan chlon cắt sau là điên khi nhóm đứng đây rồi chờ lục pol pol chờ đâm lục bỏ cắt hai lục bạn chlong tư chlong mô cắt sả lạc nhóm nâng lục chênh tư nát và cắt tạm nâng chú và cắt tạm nâng à cún lúc đã khơi lúc nôn chia đấy bạn lúc nôn chia khi ông khơi mà đòn đó để lúc lọc tàu đòn là khi ông nâng rồi do xa tu lấy clay clay để thành chơi như cầm ma bị ba anh chơi như ở lúc để chia sụp hiên nâng mò
ដើម្បីប្រជុំនៅឆ្នាំ76ហ្នឹងខ្ញុំឃើញម្ដងដែរលោកបានជឿទៅកន្លែងខ្ញុំបាទអរគុណបើអញ្ចឹងមានន័យថាលោកបានលោកនួនជាបានទៅកន្លែងលោកផ្ទាល់លោកបាននិយាយស្ដីឬក៏គាត់សួរលោករឿងនេះរឿងនោះឬក៏លោកនួនជាហ្នឹងគាត់បាននិយាយជាមួយលោក คลาสเด้เปิ้ลได้บ้านที่ชุบគ្នាบาดอดมีบ้านสำเนาสำนาลอะไรอยู่เด้พวกគាត់គ្រាន់តែហុចសារឲ្យខ្ញុំមកឲ្យពួកខ្ញុំនឹងបកប្រែតែប៉ុណ្ណឹងអត់មាននិយាយអីច្រើនទេបាទ Rồi cõi một tiết lúc đã chụp lúc nôn chia thêm tiết đi. Bạn mình bạn chụp thế bạn. Bill đại lúc thlop thư ca nếu không cảm thấy chụp tay dù mà hỏi hay mà đong nắng đại lục ban chụp lục nôn chia ta lục sầm co khơi lục nôn chia nắng miên chia rất chẳng mạch ở xã xóm chỉ thắt đắc nom đầm bay bát đê vót lục sánh chiết rồi lục khô khêu cặp sầm lấp chập tròn ấy chẳng chia rất mùi na đại lục bạn sầm co khơi บาดខ្ញុំសង្កល់ឃើញថាចរិតក៏ដូចជាអកប្បកិរិយារបស់លោកនួនជាក្តីអស់លោកផ្សេងៗក្តីគឺគួរឲ្យគោរពដែរមិនមានជាមនុស្សដែលថាប្រើអំណាចដែលគួរឲ្យខ្លាច rồi mùi có khơi ở lúc nâng chắp chọn cặp thầm lập nâng nạp tòa mà nẹ có mần đài khơi nâng phần này khi mần đài chú bật tia đài bán cứ ở lúc miên xa là thô giáng cứ khơi ta chỉ nẹ chả tông phóng chỉ nẹ chả đăng cú ôi cú rúp mình xong thà ở lúc tôi chỉ khi tự co chỉ có tự cầm sự kìm và lấy bút sai đôi chứ mình xong sao bạn à cún khiêm chẳng thưa cả bị phe sai chỉ mỗi lúc chấm pu cũng nuốt môi đại lục bàn cu chìm riệp từ chào cầm sớm cách đại lục bàn sợi chun phía kỳ mà chìm nuôn rồi mà hơi nút cứ lệ đề bị đói lê bổn bốn trạch đập pì cứ lục và hai chìm miên là chìm bùn một lục đây cầm nút ní lúc tôi tuốt xóa thà chỉ là bỏ lúc để bàn cụ đòi đầy luôn lúc mình chẳng ná bạn cùng nụ phần cho nó lưu cái đà khiến đi cứ chỉ cùng nụ để trong bàn cụ to lại đầy khi ông bật bật con mềm à cún nóng nít khi mình chìm xùm nô chìm nôn bị bấy tí mùi nó không cũng nụ ní miên pra ọp riêng buôn trông trở về buôn thôm thôm bị chuyên tự sát đám bị chuyên bằng ơ miên pra ọp mối đã lệch bầm bay rồi chất sắp hay khẳng kào pra ọp năng miên co mùi hay khẳng lơ pra ọp năng đã bằng đánh tẹt tồn
ដល់ប្រអប់ទី 2 ប្រអប់ទី 2 គណៈ 807 មាន ក 1 ដែរ វា ខុស គ្នា យ៉ាង ម៉េច បាទ ប្រអប់ ទាំង 2 នេះ ខុស គ្នា មួយ មាន ចំណង ជើង ថា បណ្ដាញ តាក់ទង នេះ គឺ ក 1 ដែរ គឺ ថា បណ្ដាញ តាក់ទង គឺ របស់ 807 បាទ បណ្ដាញ តាក់ទង របស់ 807 ដែល មាន អ្នក ចាត់ចែង ខាង ផ្នែក ទូរគមនាគមន៍ នឹង នៅ ក 1 បាទ ឯ ប្រអប់ មួយ ទៀត ដាក់ ថា គណៈ 807 ដែរ ដាក់ ថា គណៈ 807 នេះ ចង់ និយាយ ពី ស្ថាប័ន 1 របស់ គណៈ មជ្ឈិម ដែល មាន គេ ហៅ ថា គណៈ 807 ហ្នឹង គឺ គណៈ 807 ហើយ គណៈ មជ្ឈិម ហើយ ក្នុង នេះ គឺ មាន ប៉ុល ពត ហ្នឹង ជា ប្រធាន គណៈ ហ្នឹង ហើយ លោក ក៏ មាន ទី លំនៅ នៅ ក 1 ហ្នឹង ដែរ បាទ ទី ចាត់ការ ទី ស្នាក់ការ នៅ ក 1 ហ្នឹង ហើយ បាទ ចង់ បញ្ជាក់ អញ្ចឹង បាទ អរគុណ ណាស់ ប្រអប់ ទី 3 ដាក់ ថា គណៈ ប្រជាជន គណៈ ប្រធានរដ្ឋ ខាង ក្រោម ដាក់ ខ សផ ហើយ មាន ភួញ បាញ់ មក ក្រោម មាន ក្រសួង នានា មាន ក្រសួង ឃោសនាការ ក្រសួង ឃោសនាព័ត៌មាន ចុច 2 ទៅ មាន ហ៊ូនឹម អប់រំ សិក្សាធិការ យុនយ៉ាត សង្គមគិច្ច អៀងធីរិត រ៉ែ និង ធម្មពល ចុច សេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញ វត្ថុ ពី ឈ្មោះ នេះ លោក បាន កែ ពី ម្សិល មិញ ម្ដង ហើយ ខ្ញុំ មិន បាច់ សួរ តទៅ ទៀត ហើយ នឹង ការ បរទេស លោក អៀង សេរី អានេះ ខ្ញុំ ចង់ សួរ ថា លោក ចង់ សម្គាល់ ថា ជា រដ្ឋាភិបាល ឬ ក៏ ជា គណៈ កម្មការ អ្វី ដែល ក្នុង ប្រអប់ នោះ បាទ ចង់ បង្ហាញ ឲ្យ ឃើញ ស្ថាប័ន មួយ ទៀត ដែល ជា ស្ថាប័ន ខ្ពស់ នៅ ក្នុង កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ ដែរ គឺ គណៈ ប្រធានរដ្ឋ ស្ថាប័ន នេះ គឺ មាន លោក ខៀវ សំផន ខ សផន នេះ ខ្ញុំ សរសើរ កាត់ របស់ ខ្ញុំ គឺ ខៀវ សំផន បាទ ដែល លោក ធ្វើ ជា ប្រធាន គណៈ ហើយ គូ ព្រួញ នេះ គឺ ខ្ញុំ បាន បញ្យល ហើយ ចង់ ថា ទាំងអស់ នេះ ជា ផ្នែក ស៊ីវិល ដែល គ្រប់ រាជ រដ្ឋាភិបាល ដែល មាន ក្រសួង នានា នៅ ក្រោម ហ្នឹង គឺ មាន ដូច ខ្ញុំ បាន រៀប រាប់ ហូ ហែ ហ្នឹង អា កន្លែង ចុច ចុច ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ មិន ស្គាល់ ឈ្មោះ ហើយ ចុច ចុច អា ខាង ក្រោម ទៀត ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ រៀប រាប់ មិន អស់ ទេ ព្រោះ ខ្ញុំ ចាំ មិន បាន នេះ បាទ បញ្ជាក់ អញ្ចឹង បាទ អរគុណ ក្រសួង គណៈ ប្រធានរដ្ឋ ហ្នឹង មាន ក្រសួង នានា ឯ ចុះ ក្រសួង ការពារ ជាតិ នោះ ដែល លោក សុន សេន កាន់ នោះ អត់ នៅ ក្នុង គណៈ ប្រធានរដ្ឋ ទេ នៅ ក្រុម ឃើញ ព្រួញ មក បាញ់ ពី កន្លែង គណៈ គណៈ 807 ទៅ វិញ ហ្នឹង មិន មែន ជា រដ្ឋបាល ឬ ក៏ យ៉ាង ម៉េច អា នេះ ខ្ញុំ អត់ យល់ ឃើញ ដូច វា មាន ការ ខ្ញុំ មាន ការ ផន ច្រឡំ កន្លែង ហ្នឹង ណា ខាង ក្រោម 807 ហ្នឹង មាន ក្រសួង ការពារ ជាតិ
đã xuân xên hay miền còn tọp hay miền xoa chất sập mùi từng ổn năng vì chỉ có xuống đây rồi có giang mấy ban chỉ mình đại cho mùi kia nâng càng khẩu ông có xuống này 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 anh đang cứ mò bị khi ông đập mình ban mình đang chỉ cửa xuống cà phê chết nâng thật nâu krom ca krup krom rồi bỏ lô kia rồi phón đại chế cân nạp và thiên rốt rồi ọt khi mình hiện thuê thả thị bài vì bố hờ cửa xuống cà phê chết nâng cứ lô miên ổng nạch krup krom krup con phô tiên chương tức chương khô chương ạ cả ở đây được khi mình ai đã than đâu bị cầm cần đạo của thiên luật bán bị pru ca nghe chết đấy hạ đôi chia lúc mình miên ở tập quân lực còn top mình đại khi lúc mình chia còn top anh bạn chia khi còn sơ xe không rung vung chọc khi chỉ mới có xuống nia nia đấy còn là mình hiện sơ xe đã than đâu bị cầm lúc khi làm phòn mà cứ miên đây chăng bà đời chứ lúc mình chứ bác không luôn thả lúc nâng skol rạch chân nà xâm bốn rồi bỏ rạch thả bà chứ bác đấy chẳng đấy bà xâm máy nâng kinh chân mến khi nhóm mình chứ bác đi bà cao pi sớm mai nắng lúc đại lư tham miên cờ xuông sẵn từ sọc ấy bạn nhóm bạn lư thà đại sẵn từ sọc cứ việc thất nước không กระทรวงการปีจิตได้มีลูกสนเซนที่เนี่ยดักนอมบานอ่ะคุณนะบัญชังมีในทางในกรองกระทรวงการปีจิตลูกพลิกดักกระทรวงสนสกมวยนกนงรวงที่มวยคะแนนนั่งจังนะ bát pro sơn sen nưng cứ quật chi rốt mần uppani rốt ra mần trai cơ suông ca pi chiet hay co quật tutul ca nghi santi sok khnung ptei prote tang mul ba đuch nay cứ khnyom mần ban đạ tha cơ suông santi sok ai muay tiet te vi pru tha ca pi chiet nưng cứ vi việc đau tăng son thì sọc tăng ấy tăng on nó tăng hỏi bạn sum ở quân sai thế mấy khi ông đang chọn thì đào bỏ ấp thì buồn cứ sập phía đầm nang bạch chi chun còn lúc hàng cào mình đặt nôn chia hay hàng cào nôn chia đang mình đặt thả xe xa là tăng, nên mà rốt rõ, xa rốt rõ, mình này thay lấy bấy. Hay càng bật tốp năng tiết, mình bỏ ọp bốn chung mối tiết đã tổ là cả. Mình này thay nhắm mách, xôn bày năng, lấy xôn bày năng hay năng tổ là cả. Bà thơ, cứ cả khu phần chôn này vì miền tràn bà nhà ha để chào cơm sư bổng kết mình bán nháy ở đách nâu ở vây nè mùi nè mùi nè chẳng nế cứ chỉ rương mùi xanh thế và xong chá lại tọp xa lấy xôn bay xê ca mà rôi pram đê bà nhập ấy nè cứ lúc nhiều về chuyện ấy xem như thế đấy,
mình men chu không prop đại thà nô crom âm nai rồi bỏ lục nôn chia nô thế ba nhị bị riêng cá chay chlong xa đại thà bờ dương trâu bị nháp dương sông ở kia chay top mà ta xa ná đại bị nháp mà ta sna đắc nhóm ừ mới có mua là than cái sông nhập bò bị nháp hay còn thế bị bệnh ngay hay mình toàn chay top chẳng cái mình bạch sự si làm sa năng lang vinh thế khi con nhà thà xôm ỏi chay top năng sa đại miên liệt riêng sùn bay chừng công bồ man năng tới đại miên sơn nhà bồ nhập năng sơn nhà đê năng cứ thà cầm rớt bồ nhập bồ bò sa năng cứ bàn đây thà bồ nhập bom phật anh ấy cứ trong như thà bị chơi cái tết nông cá ỏi kia chay top nâng xa vay muối để dương chăm bách chạy tóp ấy kia mình khuyên chạy tóp nóng bà nê chìa ca bà chạy bình dô rừng bà chạy cái tê để ở lúc xua bì rừng tẹp tôm nê bì lưu từ cọm lần lưu nâng chẳng gửi ê tù la ca nê nhóm chong lạ thà phù lúc xua bà chạy thà cho rừng tù la ca mạch ấy mạch nhóm coi chong lạ ถ้าบันตุลาการนั้นนู้สมาคณีนั้นขังลือได้ว่าคือจะถ้าบันรอดมวยได้คือเมียนถ้าบันตุลาการมวยได้ในขนมสมัยการเชียบเชียบตายนั้นไอ้ตามเก็บสายขนมวุฒิชุนั้นคือถ้าเมียนลูกกองจับนั้นเพื่อจะประเทศตุลาการนั้นว่าฉันคือจองประเจ้าถ้าในสมัยการเชียบเชียบตายนั้นคือเมียนถ้าบันบูนเนาะคือมีนกันนักปมใบรอยจัดกันนักประเทศรอดสพีรำนางประชิชนให้นึงตุลากาพองได้มานี่วิสมาคนี่ที่ถาบันกับปูเตียงประมาณนั่งจังดาวิสมาได้พันรอกระดาขี้นี่พอดจะหายบ้านสมอคุณนะบ้านบําพลืออมปีนิติกิหานิติตั้ง4របស់រដ្ឋនៅសម័យនោះដូចបានលោកសាស័យបានជម្រាបតឡាការមិញអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងមានន័យថាមាននិតិតឡាការមួយដាច់ដោយឡែកពីនិតិ3ទៀតអញ្ចឹងហ៎បើគេមិនខុសទេបាទវាមាននៅក្នុងការរៀបចំរដ្ឋហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងមែនគឺមានអំណាចតុលាមានអំណាចវាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបាទគណៈប្រធានរដ្ឋស្ថាប័នសភាតំណាងប្រជាជននិងតុលាការអញ្ចឹងដែរបាទនេះជារូបភាពយើងឃើញថាមានដូចគេឯងទូទៅលើសកលលោកអញ្ចឹងដែរអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះលោកបានបំភ្លឺច្បាស់លាស់អំពីអំណាចទាំង4ចែកដាច់ពីគ្នាហើយសុំសួរថាលោកនូនជាពេលហ្នឹងសម័យហ្នឹងជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រប្រជាជនតាមលោកដឹងពិតជាអញ្ចឹងហើយលោកមានមុខងារអីផ្សេងក្រៅពីនឹងទេបាទរឿងការងាររបស់អស់លោកថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំមិនអាចដឹងថាលោកមានការងារអ្វីផ្សេងក្រៅពីការរៀបចំជាចំហឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលក៏ដូចជាសកលលោកបានដឹងអំពីស្ថាប័នរបស់លោកដែលជាសភាតំណាងប្រជាជននោះទេបាទខ្ញុំក៏ដឹងដូចជាអស់លោកទូទៅពេញប្រទេសពេញសកលលោកដែរគឺដឹងថាលោកជាសភាតំណាងប្រជាជនបាទ
អីអ្វីផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងអរគុណណាលោកមានដែលចូលមានតែមានតំណួយច្រើនទេ và lần này về trở thành ra hay anh em phải cảm ra một phần tí cho phép đi tới hội đồng bay phạm tí tôi mình chơi cho mình để mình to cái tâm là ca rồi rất bà là ca rồi rồi đó cái này ra tâm ra sạch thầy đúng đi tâm ra nơi phụ tục đồng trăm tâm mẹ sạch giấy nông lòng về chung tâm ra nâng ngồi chơi con tâm lọc một căn cái này bắt đầu khai cam được không phụ tục sạm là ca này với những đề liền mong bay nâng phạm tí tâm ra chụp xong trên cao cho